nếu mà con đam mê con thích á thì con cứ chơi hết mình, theo đuổi hết mình, rồi không biết là con có thành công hay không, nhưng mà ba cũng sẽ luôn theo dõi và ủng hộ con. Ba ơi, con về rồi. Con cảm ơn ba đã theo dõi và ủng hộ con. Hôm nay con làm được rồi. Con nhớ ba nhiều. Hồi đó nhà cũng khó khăn á, hay đi làm ruộng với ba mẹ, nên là có rất là nhiều kỷ niệm ở quê. Bạn bè là mỗi lần về, mọi người, mấy đứa ở bạn em ở xóm này nó hay kể khi hồi đó chiều nào cũng rủ nhau ra ruộng đá, bây giờ mày đi đá đầu tuyển quốc gia rồi, giỏi quá, rất là vui ạ. Cuộc sống xa nhà thường xuyên cho nên mỗi lần về quê thì Thu sẽ có những cái cảm giác khác. Thì không biết là cảm xúc về quê lần này của mình như thế nào, em có thể chia sẻ được cho với mọi người được không? Cảm xúc về đợt này gì rất là vui mừng. Nó khác với mọi năm, khác là thường là bình thường là Tết là cũng về nhà ăn Tết, nhưng mà năm nay lại không được ăn Tết ở nhà, anh về muộn hơn, anh cũng hơi khác hơn một tí. Khoảnh khắc mà trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu á, giây phút đó thì trong em có cảm xúc như thế nào? Thật ra thì cô không nghĩ là mình được đi World Cup luôn. Lúc đó la như là mình sướng quá, mình la, mình cũng vui quá, nên cũng ôm mọi người la hét thôi, mừng ơi là mừng luôn. Tại vì mình đó giờ mình cũng chưa nghĩ là lần đầu tiên mình được đi World Cup, vui ơi là vui. Lần đầu lên đội tuyển thì cũng hơi bỡ ngỡ, tại vì cũng mọi người cũng tập với nhau quen rồi á, còn mình thì mới lên nên cũng hơi ngại, cũng chưa có tiếp xúc nhiều với mọi người. Nhưng mà cái khó khăn đợt vừa rồi nhất là đi tập huấn ở Tây Ban Nha và Thu bị dính Covid. Hầu như là đội thì đi 23 vận động viên nhưng mà đã 20 người bị Covid rồi. Nên rất là khó khăn trong cái thời điểm đó. Cái khó khăn rất là lớn ha. Bây giờ là Thu đã là một trong những cô gái kim cương của làng bóng đá Việt Nam rồi. Thì Thu nghĩ như thế nào về cái thành tựu này của mình? Cũng không biết nói sao. Thì được thủ tướng nói là những cô gái kim cương thì rất là vui, nhưng mà cũng mong là mình cũng giữ được vẫn cái tinh thần để phục vụ cho mọi người yêu thích bóng đá. Gia đình Thu thì đông anh chị em, nhà tới 10 người, bố thì mất đi 3 năm mà,
bố mất đợt bố bị, nói chung là gia đình thì cũng khó khăn, bố Thu bị tai biến thì cũng nằm ở nhà cũng 9 năm ấy. Xong rồi mẹ thì chỉ ở nhà chăm bố thôi, còn Thu thì đi đá bóng kiếm tiền gửi về cho mẹ lo thuốc thang. Cái gia đình thì cũng khó khăn. Ở quê thì cũng mê bóng đá lắm, hay đi đá giải cho trường rồi này, thích bóng đá. Xong rồi học hết cấp 3 ấy, thì mẹ thì lúc đó mẹ với ba thì làm ở trong Sài Gòn á, cái vào thành phố học hết lớp cấp 2, xong rồi kêu đi học cấp 3 khi mặc áo dài á, không chịu mặc áo dài đi học. Thế là mới vào thành phố, cái gặp chị cũng đá chúng cho đội thành phố Hồ Chí Minh ấy, chị ở gần đấy, thì chị mới dẫn qua đội thành phố. Cũng may là Thu tập luyện tốt nên được đội thành phố trẻ, được vào hình đội trẻ của thành phố. Xong rồi vài năm sau lên đội lớn rồi mới thi đấu nhiều, đội mới vô đội buồn lắm, ngày nào cũng khóc, tối nào cũng khóc, đòi về. Xong rồi cái mẹ cũng gọi điện kia, thôi nếu mà thích thì ở lại chơi, còn bây giờ không thích thì quyết định về luôn nha, về là không là đi học, không đi chơi đá bóng nữa. Cái thôi kêu bây giờ mê quá mà phải chịu thôi, nên cố gắng ở lại nên mới được tới bây giờ. Bây giờ là một câu hỏi khá là tế nhị, thì không biết là Thu đã có bạn trai chưa ha? Dạ, hiện tại thì chưa có bạn trai. Chưa có. Thì ở độ tuổi này Thu có nghĩ về một cái mái ấm cho riêng mình không? Hiện tại thì cũng chưa dám nghĩ, tại vì còn phải lo cho mẹ đó. Nhiều lúc mình người ta kêu là con gái mà lo cho mẹ quá thì khó thể lập gia đình đấy. Nên Thu bây giờ chỉ lo cho mẹ thôi, chứ còn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Thì Thu mong muốn nhất điều gì sẽ đến với gia đình mình ha, đặc biệt là đối với mẹ của mình đó. Thu có ước mơ gì hoặc là cái điều gì đặc biệt dành riêng cho mẹ không? Ước mơ của Thu là mong cho mẹ lúc nào cũng luôn khỏe mạnh để ở với mình thôi còn. Thì không biết là mẹ Thu đó có nói gì mà khiến cho em cảm thấy cảm động hoặc là xúc động không ạ? Mẹ thì lúc nào cũng luôn động viên á, mẹ kêu cứ cố gắng đi, lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh thôi còn. Hồi đó có ba thì ba cũng thích Thu đi chơi bóng đá lắm, mà từ lúc ba mất rồi hơi buồn. Nói tới ba thì chắc em cũng hơi bị xúc động, tại vì lúc mà em đi á, thường thường là em đi một năm mới về một lần, ba cứ hỏi mẹ em là bao giờ Thu nó về. Mà thường thường lúc mà ba em bị tai biến á, nằm á, thì đi lại khó khăn, không có đi được. Hồi đó em hay về em mua máy rồi đó, em về em tự cắt tóc cho ba luôn. Nên là mỗi lần cứ tóc dài á, cứ kêu Thu rồi nó về nó cắt tóc cho tôi bà. Cứ hỏi em biết là nhớ em lắm. Em đi suốt rồi nên không có chăm sóc được ba nhiều. Nên là em hiện tại bây giờ em vẫn buồn á, vẫn nhớ tới ba. Kỷ niệm nhớ nhất là hồi đó ba em làm ở trong Tân Bình á, mà em thì tập ở bên sân Lao Đàn bên quận Nhất, mà lúc đó thì đâu có xe cộ gì đâu, lúc đó em đi chiếc xe đạp á, ba em từ bên đó, từ bên Tân Bình á, chở em bằng chiếc xe đạp qua bên sân Lao Đàn để em tập á. Em nhớ nhất lúc đó. Thu có dự định gì sau khi mà mình từ giã sân cỏ hay không? Dự định của Thu là sẽ làm huấn luyện, dạy cho mấy em nhỏ chơi thể thao. Thu cũng có những buổi mà không tập ấy, Thu vẫn có xin đi dạy ở mấy cái trung tâm ở trong thành phố. Có xin đi dạy rồi đúng không? Thì lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với lại là huyện Tư Nghĩa, quê hương cũng như mọi người hâm mộ ở tỉnh nhà đó, thì đã có những cái buổi lễ vinh danh và khen thưởng động viên cho em. Chắc chắn em rất là tự hào về điều này. Vậy thì em có muốn nói gì về cái điều này nữa không? Thu cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh luôn động viên và theo dõi ủng hộ Thu trong những ngày vừa qua. Thu sẽ xin hứa là sẽ cố gắng để cống hiến cho tỉnh nhà và cho mọi người hâm mộ nhiều hơn nữa.
ước mơ của Thu á, trong thành phố là có nhà trong thành phố để những lúc mình đi về mình có thể có một nơi để mình ở, nhiều lúc mệt mỏi đó mình. Nhưng mà hiện tại thì chắc cũng hơi khó, tại vì cái bóng đá nữ cái kinh tế khó eo hẹp lắm. Bình thường lương của Thu cơ bản cũng có 4-5 triệu à, nên khó mà để mà mua được nhà hay là mua đất gì trong thành phố lắm. Nên cứ chắc sau này cũng sẽ về quê chứ. Mong muốn lớn nhất của Thu là sẽ cố gắng tập luyện để được SEA Games được tới, sẽ được thi đấu và cống hiến cho mọi người những trận đấu hay, và sẽ tiếp tục cố gắng để đi dự World Cup 2023. Cảm ơn Thu về những chia sẻ rất là chân thật trong quá trình phỏng vấn vừa rồi. Thì chúc Thu sẽ đạt được nhiều cái thành tích hơn nữa, đặc biệt là thành tích trong sân cỏ nhé. Được rồi, cảm ơn.